Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke, nơi chia sẻ những kinh nghiệm cũng như thủ thuật về điện thoại. Và khi các bạn cần sửa chữa thì các bạn đừng quên ghé qua cửa hàng của Fastke nhé. Video này sẽ là hướng dẫn cũng như là quy trình bên mình khi mà nhận máy của các bạn và sửa chữa màn hình của chiếc Xiaomi Mi Highlight nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải tháo pin, sau đó thì chúng ta mới tháo được cái phần cáp kết nối giữa màn hình với phần mềm chính của chúng ta và tháo hết toàn bộ những con ốc để có thể cố định được cái phần khung viền này. Và bây giờ thì chúng ta có thể tháo được màn hình ra rồi. Điểm qua một chút về phần thông số kỹ thuật thì Xiaomi Mi Highlight sẽ có kích thước là 5.84 inch, độ phân giải sẽ là Full HD Plus và tỷ lệ sẽ là 1999, độ phủ màu sẽ là 84% gam NTSC. Và các bạn có thể thấy được rằng là màn hình này khá là trong trẻo và sắc nét. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái màn hình và bên thứ ba cung cấp cho các bạn. Màn hình này thì cũng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn và những cái thông số kỹ thuật trên cũng sẽ được đáp ứng trên cái phần màn hình bên thứ ba này. Cũng có nhiều bạn hỏi mình rằng tại sao không sử dụng những cái màn hình zin đến từ hãng, ví dụ như hãng Xiaomi chẳng hạn. Các bạn có thể thấy được rằng những cái dòng iPhone thì chúng ta có rất là nhiều những cái màn hình zin, có thể là những cái con máy đó bị hư hỏng những cái main bên trong, chúng ta vẫn có thể lấy được những cái màn hình có thể thay được vào những cái con máy khác. Nhưng đối với Xiaomi thì chúng ta sẽ không có những cái linh kiện đến từ nhà máy họ sản xuất ra bên ngoài đâu. Và nếu chúng ta không thể nào tìm được những cái con máy mà bị hư hỏng main vẫn còn nguyên màn hình và để lắp sang cái máy của các bạn thì chúng ta sẽ buộc phải sử dụng những cái màn hình bên thứ ba. Nhưng các bạn yên tâm, bên mình, bên Fastke sẽ sử dụng những cái loại linh kiện loại A, tức là loại tốt nhất trên thị trường, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Hiện tại thì giá sửa chữa bên mình đang là 840.000, sau này thì mức giá có thể thay đổi, nên các bạn hãy lên ngay trang web của fastke.vn để có thể cập nhật giá sửa chữa cũng như là giảm ngay 10% nếu các bạn đặt lịch sửa chữa nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng quên comment vào phần phía dưới của video này. Còn nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe nhé.